Hoàng Sơn xin chào bà con ha. Hôm nay Hoàng Sơn sẽ giải thích lỗi E5 trên máy đo huyết áp cổ tay của ông Rong. Và bên cạnh đó có những video khác Hoàng Sơn sẽ giải thích lỗi từ E1, E2, E3, E7 tùy theo những lỗi mình sẽ có video riêng. Tại vì á mỗi một cái máy của một hãng như vậy sẽ có cái cách báo lỗi riêng và cách khắc phục lỗi riêng. Và cùng một hãng nhưng mà cái model đeo ở cổ tay và bắp tay lại khác nhau cả nhà ha. Đó, nên là Hoàng Sơn có để số điện thoại bên dưới trên tiêu đề, có gì cả nhà mình thắc mắc cứ gọi Hoàng Sơn. Rồi, cái lỗi E5 là gì? E5 trên dòng máy cổ tay có nghĩa là đeo vòng quấn không đúng. Bên cạnh lỗi E5 thì có những cái lỗi giống như là tim đập loạn nhịp hoặc là cái vòng quấn sai cũng có cái hình biểu tượng đó luôn. Rồi bây giờ mình sẽ hướng dẫn lại cái cách sử dụng ha. Đầu tiên á, mình thấy lỗi đó thì mình sẽ xem lại cái cách đeo vòng quấn đúng chưa và mình thử đo lại coi được hay không. Đó, đầu tiên là mình sẽ đeo bên tay trái nè, cái chữ ôm rong hoặc chữ start top mình nhìn có thể đọc được, không bị ngược ha. Nó cách cái cổ tay mình khoảng, cầm tay mình khoảng 2 cm nè. Đó, mình quấn lại và mình để xéo như thế này và khi đo không nói chuyện ha. Đó, đó là cái cách khắc phục lỗi E5. Còn có những lỗi khác thì Hoàng Sơn có video riêng. Rồi bây giờ tiếp tục cái lỗi tương tự E5 là gì? Nếu E5 là nó không đo được luôn, nó báo bị sai vòng quấn vậy đó. Còn có khi mà nó đo gần được nhưng mà nó báo là chưa chính xác lắm thì nó sẽ báo là vòng quấn. Đây, ở nhà nhìn vào đây màn hình ha. Rồi cả nhà xem, nếu mà ngay chỗ này vòng quấn ok nè. Đó, còn nếu mà nó hiển thị vòng quấn không ok thì mình xem lại cái cách đeo vòng quấn nha. Và trên đây là đây là vòng quấn không ok nè. Còn bên đây là hiển thị tim đập loạn nhịp, tức là ba trái tim rung chồng lên nhau. Tức là tim mình có lúc đập nhanh, đập bất thường mà nó bỏ nhịp á. Cái đó là cái lỗi kiểm tra tim đập loạn nhịp. Đó, nhưng mà thỉnh thoảng mà mình đo thấy cái biểu tượng đó thì không sao, mà thường xuyên đo mình có thể đi kiểm tra thêm sức khỏe của mình ha. Nhưng mà để khắc phục cái lỗi đó mình cũng cẩn thận, có thể là vòng quấn bị sai, mình sẽ đo lại nha. Đó, cả nhà thấy cái vòng quấn ok và không ok, rồi cái vòng quấn trái tim rung hoặc cử động khi đo nè. Ở những cái bảo lỗi đó thì mình coi lại cái cách sử dụng và cái lỗi E5. Rồi hôm nay chia sẻ cả nhà mình vài thông tin để khắc phục lỗi tại nhà của ông Rong. Cả nhà mình xem lại cái cách tư thế đo và mình ngồi nghỉ trước khi đo khoảng 5-10 phút cho thoải mái và đúng tư thế thì sẽ ra kết quả. Còn nếu mà đo vẫn thường xuyên bị lỗi như vậy thì cả nhà mình có thể đi kiểm tra lại kiểm định chất lượng lên máy ha, hoặc là bảo hành. Rồi, chúc bà con mình sức khỏe, tạm biệt và hẹn gặp lại.